Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là kênh Đồng Một Số. Hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 26 tháng 5 năm 2023. Và đợi lời đó đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 5. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên chia sẻ cho mọi người ở hai vị trí đường cầu giải đặc biệt để cho mọi người chơi khung 2, tức là vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó. Và sau khi mình chia sẻ cho mọi người vị trí của đường cầu giải đặc biệt để cho mọi người chơi khung 2 thì tiếp tục đến buổi tối, sau khi bảng kết quả mở thưởng của ngày chủ nhật có xong thì tiếp tục mình sẽ lên video anh em nhé. Và buổi tối ngày mai thì mình sẽ không lên video nữa, bởi vì mình đã chia sẻ cho mọi người cái đường cầu cho ngày mai và ngày kia rồi. Rồi, thì đối với cái vị trí của bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì mình sẽ điểm qua một chút. Giải đặc biệt thì nó lộn lại cho mọi người số 91 này. Ngày hôm qua xuất hiện cho mọi người là con số 19, ngày hôm nay ra 91. Thì để mà nói là hơi khó bắt, nhưng mà video buổi tối ngày hôm qua mình phân tích cho anh em thì chúng ta tiếp tục được chiến thắng vị trí cặp 191. Về vị trí ba càng thì cũng là 191 luôn, và cả bộ số là 36191. Thống kê về vị trí của lô nháy thì có cho mọi người đây là con số 03 này, vị trí con số 10 này, vị trí con số 39 này. Đúng không ạ? Vị trí của lô kép thì có cho mọi người số kép 11, rồi con số kép 55 và con số kép 88. Đầu lô tô ngày hôm nay thì không có một đầu nào bị cầm cả. Và như mọi người có thể là nhìn thấy cái video của buổi tối ngày hôm qua mình phân tích cho anh em đây, cái đường cầu của vị trí giữa giải G3 và giải G6 kết hợp với nhau thì chúng ta tiếp tục xuất hiện cái vị trí của cặp 191 ở đây. Đó. Và thực sự là ngày hôm qua ra 19, ngày hôm nay ra 91 thì có khá là nhiều anh em sẽ loại trừ đi. Nhưng mà đối với cặp số này thì mình đưa cho mọi người trong cái dàn này, chúng ta vẫn tiếp tục chiến thắng bình thường. Xin một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em nhé. Ok, và tiếp tục quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cho mọi người hai đường cầu giải đặc biệt. Cái đường cầu đầu tiên mình muốn chia sẻ cho mọi người sau đây thì đây là một cái sự kết hợp của vị giải G3, giải G6, cũng chính là cái đường cầu mà đã trả với chúng ta đối với con số 91 cho cái giải đặc biệt của ngày hôm nay đấy. Thì mình sẽ nhắc lại cái đường cầu này nhá. G3 chúng ta lựa chọn cho mình là tất cả những con số nằm trong bộ 3, bộ thứ ba ấy. Chúng ta kết hợp cho mình với giải 6 thì giải 6 nó có là ba bộ số, thì ở ba bộ số này chúng ta lựa chọn cho mình là con số đầu. Đó, thì lần lượt nó xuyên đây là 3, bên này có 8 và đây có 9. Trên này thì có 2, có 8, có 5 và có 1. Thì khi 1 kết hợp với 9 ở đây thì có phải nó trả về cho mọi người là cặp 191. Nó ghép lại với nhau phải trả về cặp 191 trùng với giải đặc biệt ngày hôm nay. Cả vị trí ba càng luôn là 191. Đúng chưa? Rồi, thì tiếp tục bây giờ mình sẽ đi phân tích cái vị trí đường cầu này tại bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay để nhận định cho ngày mai và ngày kia. Đường cầu này thì mình sẽ phân tích cho mọi người chơi khung 2 ngày nha anh em nhé. Đây, vị trí giải 6 chúng ta chọn được 1 này, 2 này và 3. Chúng ta có 1, có 2 và có 3. Chúng ta kết nối ở đây có 1, có 7, có 2 và có 0. Rồi từng cái vị trí kết hợp với nhau. Thì thứ nhất chúng ta có vị trí của kép 11. Chúng ta có 1, 2, 1 và 1, 3, 1. 7 chúng ta có 7, 1, 7. Chúng ta có 7, 2, 7 và 7, 3, 7. 2 chúng ta có 2, 1, 2, kép 22 và 2, 3, 2. 0 thì chúng ta có 0, 1, 0, 0, 2, 0 và 0, 3, 0. Đó. Vậy đối với vị trí dàn đặc biệt chúng ta thì đối với cái dàn này chúng ta sẽ chơi cho mình, nhớ anh em nhớ cho mình là chơi khung 2 ngày, tức là thứ bảy cộng với ngày chủ nhật. Đó, nên nhớ cho mình là như thế nhá. Được chưa? Anh em lưu lại cho mình. Đó, khung 2 ngày, thứ bảy về ngày chủ nhật. Rồi. Ok. Mọi người có thể lưu lại cho mình cái dàn này. Tiếp tục thì mình sẽ phân tích cho mọi người một cái vị trí đường cầu nữa thì cũng khá là hay. Đây là nhìn nhận trên cái góc độ của quan điểm cá nhân mình. Thì anh em có thể là phân tích cái đường cầu thứ hai này. Thì ở đây là một cái sự kết hợp của giải 4 và vị trí giải 7. Mình sẽ phân tích cái đường cầu này thêm một ngày nữa. Lựa chọn cho mình là tất cả những con số nằm trong bộ 2 của giải 4 thì có 7, có 6 và có 5. Chúng ta kết hợp cho mình với con đầu bộ 2 giải 7 có con số 3.
con đầu bộ 3 giải 7 con số 1 và con đầu bộ 4 giải 7 con số 0. Những cái vị trí nào trùng rồi thì mình sẽ tự loại đi nhá. Ví dụ như 737 thì đã có rồi, 717 thì cũng có rồi, và 707 chưa có, chúng ta có thêm ví dụ 707. Rồi 6 chúng ta có 636, 616, 606. Cuối cùng là 5, chúng ta có 535. Chúng ta có 515 và 505. Đối dạng này thì nó không có quá là nhiều số đúng không ạ? Chúng ta chơi cho ngày thứ bảy cộng với ngày chủ nhật. Đó. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người đường cầu để đánh trong khung 2 ngày, đó chính là vào ngày mai và ngày kia. Anh em lưu lại cho mình nhá. Rồi. Thì trong cái dàn này thì mình cũng sẽ đưa cho mọi người cái vị trí của ba cặp số kết. Ba cặp số kết này đây là nhìn nhận trên cái góc độ quan điểm cá nhân mình, sẽ đưa ra cho mọi người những cái vị trí của những cái cặp số nằm trong cái chạm không 6 số kết. Thứ nhất là vào ví dụ 050, 060, 070. Tiếp tục là cặp 030 nữa. Rồi. Kết này cũng chơi cho mình 2 ngày là ngày thứ bảy cộng với ngày chủ nhật. Hoàn toàn những cái vị trí đường cầu mình đưa ra đây, như ở đầu video mình đã chia sẻ cho mọi người phân tích khá là rõ, là chơi vị trí khung 2 ngày. Đó, và buổi tối ngày mai thì mình sẽ không lên video nữa, bởi vì mình sẽ chia sẻ cho mọi người sau khi cái đường cầu những cái bộ số này kết thúc khung thì mình sẽ tiếp tục lên video cho anh em. Mọi người nhá. Ok. Vị trí 6 số kết này cực kỳ là ok. Rồi mọi người lưu lại cho mình. Được chưa ạ? Và cũng còn một cái vấn đề nữa thì cũng cực kỳ là quan trọng. Thì tất cả những anh em nào mà anh em đang xa bờ, anh em đang cần hỗ trợ với những cái đường cầu nó kín hơn hay là những cái đường cầu nó thông dài hơn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến thông tin Zalo số VIP nhóm kín của mình sau đây. Đó chính là 0363 581 222. Phí thì hoàn toàn là sau giờ quay anh em nhé. Đây là một cái điểm cực kỳ lợi thế cho tất cả mọi người khi anh em liên hệ qua Zalo cho mình. Họ phí tất cả hoàn toàn sau giờ quay. Nếu anh em không dùng Zalo hay thậm chí anh em không có Zalo, anh em có thể nhắn tin hay gọi điện thoại trực tiếp qua cái số điện thoại cho mình. Đó chính là 0363 581 222. Đó, nhóm VIP cực kỳ là chuẩn xác, hỗ trợ anh em từ cầu lô, cầu xiên cho đến cầu đề. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người là buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người là ngày mai chiến thắng với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn hay tất cả những con số mình đưa ra. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video mình. Tiếp tục xin hẹn mọi người ở video những ngày tiếp theo. Chào tất cả anh em nhé.